Rồi mình trò chuyện anh ha. Anh Phương to con ha. Cao nặng bao nhiêu anh Phương? 1m68, nặng 80kg. 80kg? Ồ, 1m68 luôn. Anh Phương là sinh năm mấy? Anh sinh năm 1972. Anh Phương là quê ở đâu ha? Anh quê Cần Thơ. Ở Cần Thơ. Ok, bây giờ mình anh chào cô chú một cái rồi mình trò chuyện ha. Rồi, anh trước anh chào tưởng như tiếng Vĩ. Sao chào anh chị cô chú trong nước và ngoài nước. Cô có từng một ngày vui vẻ. Rồi hôm nay anh Phương lên gặp Tuấn Vĩ thì muốn bày tỏ điều gì? Anh bữa nay lên đây nhà Tuấn Vĩ kết với một người kết đôi, anh sống cho có hạnh phúc như sau này. Chuyện tình duyên của anh thì sao, hôn nhân ra sao? Hôn nhân anh thôi, anh sống mà xa anh được đứa con gái mà anh chia tay 14 năm rồi. Chia tay 14 năm? Thì con gái là được bao nhiêu tuổi cũng? Con gái năm nay 20 rồi mà nó có gia đình rồi. 20 có gia đình rồi? Dạ. Bây giờ một mình anh cũng hơi côi cút ha? Anh sống cũng cắt nhà cái mẹ con sống một mình. Thế là lâu nay là sống một mình? Đúng rồi, một mấy năm rồi. Em nghĩ là anh Phương vừa là to cao này, sáng sủa này, thì lý do sao mà không tự chọn cho mình một người, chắc là dư sức kiếm chứ đâu có thiếu gì. Nói chung ra thì như anh thì kiếm chắc cũng được, mà đều có cái anh thấy mình phải, một phải có điều kiện cho nó ổn định, hai nữa mình, anh muốn lên đây thì tìm một người cho nó chân thành chút, chứ còn ngoài sau thì cũng không đáng tin gì mấy. Cái điều đó thì em nghĩ là có người này kẻ kia thôi chứ cũng không có đánh giá gì được. Nhưng mà trước mắt á, thì là ở chương trình của em đó, thì em yên tâm được cái là khi đã lên đây đó thì đương nhiên là không có còn dính dáng đến chuyện tình ái với người này người kia. Nói chung thì cũng nói chung anh lên đây cũng nghĩ là trên đây chương trình của Tuấn Vĩ thì cũng như là ai thật lòng mới lên đây. Chứ còn cái chuyện mà lưu bu đâu ai chịu lên chịu đây đâu, không dám lên. Đại khái vậy, còn vuốt mặt để mũi chứ bây giờ mình đã quen cô nào đó mà lên đây nói không có dám về cổ cào mặt. Anh ha. Cho nên phần nào đó thì em cũng cũng kiểm soát được trong cái việc này. Tuy nhiên thì cái việc mà có rồi mà lên nói chưa có cũng có chứ không phải là không, nhưng mà hạn chế. Rất là hạn chế. Cũng ai cũng lớn tuổi lên đây cũng có cũng như kiếm một người để lo lắng với nhau, để mình còn tin tưởng vào nhau, để mình còn lo làm ăn nữa chứ. Mà hơn nữa đó là nói dối ở đâu thì dễ, còn nói dối trên cộng đồng thì rất là khó. Bởi vì ví dụ như anh Phương rồi còn bạn của anh nữa anh chị. Bạn bè của anh họ cũng xem chương trình, họ nói trời ơi cái ông Phương này có rồi ông ơi. Lên đây thì nói chung ra thì cả nước đều biết mà. Chứ anh có chuyện gì đâu dám lên đây. Nó ông Phương ổng đẹp trai vậy nó quá trời luôn, bị ông Vĩ đừng tin ổng. Người ta phản hồi liền anh ha. Nhưng mà anh Phương coi chương trình của em đó thì anh Phương có để ý cô nào không, hay là mình giới thiệu về mình để mà kiếm người cho phù hợp thôi? Thì nói chung ra cũng coi chương trình của Vĩ nhiều lắm mà đều cũng gặp cũng chưa có dám nghĩ ai trơn á. Thì giới thiệu về mình lên ha. Mình thấy, ai mà thích mình thì cảm thấy hợp thì sống những lần còn ngày lại sau này á. Vậy rồi lâu nay sống một mình rồi cha mẹ này kia còn khỏe không anh? Cha thì anh ông mất thì mười mấy năm rồi còn mẹ. Vậy anh cất nhà ở riêng hay là ở nhà của cha mẹ? Cất riêng cái nhà mẹ. Kế nhà cha mẹ. Rồi trong nhà thì đông anh chị em không? Cũng đông mà có chồng vợ hết trơn rồi. Ai cũng riêng tư nhau. Riêng tư hết. Vậy mà để phí cả chục năm thấy thuê phí tuổi xuân của anh. Nói chung giờ hồi lúc sống với vợ thì ở bên vợ, rồi lúc mà chia tay rồi anh đi ra gặp anh cũng hơi gặp khó. Rồi mới cho nên từ lúc đó là anh lo đi làm chứ không có nghĩ gì cái tương lai nữa. Do mình chán ha, do mình chán cuộc sống hay là do mình chưa kiếm được đúng người? Không phải là chán, cũng như mình thấy cuộc sống mình hơi khó khăn, mình không nghĩ tới.
À, rồi anh Phương làm công việc gì, nghề gì? Trước thì anh cũng đi làm, đi cũng như làm cho mấy cái nhà máy đá mình kỹ thuật á, rồi làm thời gian sau này về thôi nhớ em kêu mua ghe đi, đi chở lúa với nó thì mua mình chở. À. Thấy công việc nó cũng ổn định thôi, mình cũng kiếm người để hậu hủy đó, À, vậy là mình làm nghề chở 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 lúa. chở lúa. À, vậy là mình mua cái ghe, mình có ghe. À, vậy là giống gọi là tài xế đường thủy anh Chứ nhà anh mà hồ không có thương không có tin chứ, ha. nhà anh nó không có thương không có tin chứ. Ha, sao vậy? Cũng như ra đường nhầm khi gặp bạn bè đó nói không có người thương á, À. không có tin, nhưng mà thật sự họ có thể, tại vì mình không có nghĩ, mình đâu có tiếp xúc người ta, mình đâu có gieo với tình cảm đâu, Đúng rồi, có không nghĩa là đôi khi trong cái mối quan hệ có. Đúng rồi, anh, mối quan hệ kiểu là mình suốt ngày cứ lo lộn làm lụng này kia đúng thì rồi, cái mối quan hệ cũng ít thì cái lúc à. mình gặp khó thì mình nghĩ lo, mình lo làm ăn thôi chứ đâu nghĩ tới chuyện đó. Vậy thì anh làm nghề gọi là giống kiểu là gọi là vận tải chuyên chở này kia rồi, Đúng rồi, còn chứ đâu có phải là nhất thiết là phải chở lúa. Ví dụ như là mình có ghe thì ai mướn gì mình chở đó, chứ đâu có phải là chở lúa không. đúng rồi, mà điều cái này là anh riêng biệt là chở cái chính là cho nhóm em nó đi mua, thu mua trong đồng á, rồi À, điện người tới mình chở. à vậy là nó mua xong là nó thu gom lại là mình tới thì mình chở thôi. À, Chả cũng quanh năm vậy, nếu cho anh cái thời gian mà còn muốn nhiều hơn nhiều hơn cơm nữa. anh chở thì thường thì là người ta ở trên cảng thì người ta kêu bằng tài xế, còn ở dưới biển thì người ta dưới nước người ta kêu dưới Tài sông á công, hả, tài công cái gì kêu tài công. à, tài công hả, à kêu bằng tài công. Tài công tức là chạy dưới nước, chạy thuyền chạy ghe ha. À vậy ha, Anh còn còn mà biển thì mới gọi là thủy thủ đúng không mà anh dưới nước chơi trên bờ chạy được chứ, xe trên bờ anh cứ tải ra thì du lịch anh chạy cũng được nữa. anh. Thì có bằng thì chạy thôi. Là đều không có yêu mình Yeah. không, Mà theo anh thì anh thích chạy trên bờ bờ hơn hay là thích chạy dưới nước hơn? chung ra cái ngày nào làm có quyền lợi mình thì mình làm thích à. Yeah. Gọi là cái yêu mến á, yêu thích á, thì anh thích chạy trên bờ hơn hay là chạy dưới nước hơn? Thì nói chung ra trên bờ thì nó khỏe hơn dưới nước, mà đều trên bờ thì nó không có cái điều kiện mình dưới nước, nếu mà tại có điều kiện em út nó dẫn dắt mình á. Do cái nguồn Đúng rồi, nguồn hàng ở dưới nước nhiều đúng hơn rồi. ha. Vậy là chủ yếu là mình chở ở trong tỉnh mình hay là tỉnh này Đó, tỉnh chở kia? trong tỉnh có khi đi qua tỉnh khác cũng có nữa, ví Dạ. dụ khi đi qua Long An, Đồng Tháp nè, À vậy đó anh ha. đi cũng Bạc Liêu, đi được đủ chỗ chứ, nó mua đâu chỗ đó. Ok anh, thì em cũng hỏi để biết về cái công việc của anh chút xíu. Mà bên kia thì chắc là cái người mà tìm hiểu anh thì họ cũng cần biết. Còn ngoài ra nữa đó anh, thì bây giờ nói về cái vấn đề mà chọn một người ý trung nhân thì anh muốn kiếm một người phụ nữ như thế nào? Anh kiếm người cũng biết làm ăn, chứ biết giỏi giang, với biết đạo đức ông bà rồi, yêu biết thật lòng được rồi. Rồi tuổi tác thì anh thích như thế nào? Tuổi thì lớn mình đâu ba tuổi cũng được, mà nhỏ đâu ba tuổi cũng được. Lớn hoặc nhỏ hơn mình vài ba tuổi ha. Ăn thua rồi sống có tình có nghĩa, có quan tâm lẫn nhau được. Còn về cái công việc nghề nghiệp của cô ấy thì anh ao ước cô ấy sẽ làm nghề gì, hay là có ngưỡng mộ một cái công việc gì đó hay hay không? Thì nói chung thì cô ấy làm cái công việc gì cũng được, mà yêu cầu về cuộc sống nó có cái nguồn thu nhập cuộc sống được rồi. Chứ nhiều khi người ta công việc người ta đó mình thích việc khác đâu được. Còn lỡ đó mà chị chưa có công việc ổn định mà chị muốn về với anh, rồi cái việc mà đi chở lúa này kia thì theo anh nghĩ phụ nữ có phụ tiếp anh công việc hiện tại được không? Được, cái đó thì cũng được, cái đó thì nói chung ra thì xuống đi ra chung đó thì cơm nước thôi chứ không có gì À, lo cơm nước. hết.
Tức là ý là lo nấu cơm nước trên ghe luôn hả? Cơm nước của con ghe là chút đỉnh rồi chứ đâu có làm gì. Còn lúa thì tới chỗ có người ta xuống cho mình hết trơn. Dạ. Yeah. Lên tới về tới chỗ lên cho mình chứ mình đâu có, mình chỉ có chạy thôi. Dạ. Yeah. Nghe nói thì em cũng thấy cũng thú vị, em thích đi sông nước này kia thấy vui. Nhưng mà đi hoài rồi không biết làm sao, nhưng mà trước bác có thể thấy vui, thấy thích rồi. À, nói chung là cũng vui lắm, tại bữa nay mình đi chỗ này mai chỗ kia chứ không phải ở chỗ. À, đặc biệt nữa là miền Tây mình là sông nước nhiều đó nên thấy chắc đẹp anh ha. Đẹp. Đôi khi ví dụ như là cái kênh rạch ở giữa rồi xung quanh là đồng ruộng này kia thấy cũng vui, cũng thích ha. Đẹp thơ mộng. Bữa nào có dịp cho vị đi chung chuyến được không? Được. Được phải không? Thế. À, ok vậy hay à. Cái vậy thì mình có chạy quanh năm không hay là vào mùa nào? Mới chạy quanh năm luôn. À. Tại vì vô mùa thì mình chạy lúa mùa, lúa vụ á. Ừ. Còn ra thì lúa kho, lúa dừa. Lúa người ta mua dừa, người ta chờ có giá là bán. Dạ. Mình mua. Thế bữa nào nha, bữa nào vị xuống dưới vị liên lạc với với anh Phương ha. mình đi giao du một chuyến coi sao. À, đi đó thì vui lắm. Dạ. Yeah. Vị phải đi trải nghiệm trước. Trải nghiệm trước để cho bên kia thấy được nó thực tế ra làm sao. Dạ. Yeah. Tại vì cái đoàn ghe của nhà em đông lắm. Dạ. Yeah. Đi là năm mấy chiếc cái chục chiếc. À vậy hả? Ừ, chẳng phải đâu có nên mình đâu. À. Vậy là giống kiểu là một cái đội xe, đội tài công vậy ha. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Như là có một cái một người vậy, có một hay có cái đoàn đi ăn gì đó. À. Vậy vậy ví dụ như là cơm nước này kia thì không phải là mỗi người có một cái sinh hoạt riêng hả? Mình sinh hoạt chung hả? Cái cơm nước hả? À, ăn uống này kia. Cơm nước thì cũng như là cái ai á, nó ăn cũng như ai có gia đình thì có người nấu, còn mình thì không có thì mình tự nấu, còn mình xiên thì nấu, làm biến thì mình mua cơm tiệm. À, cơm hộp này kia mình ăn. Rồi nghe kể là thích rồi đó, vị thấy thích rồi đó. Còn ngoài ra nữa đó anh, thì ngoài cái việc mà công việc của bà xã, thì hồi nãy anh cũng chia sẻ là nếu không có công việc thì có thể là đi phụ giúp với anh. Đúng rồi. Còn về cái việc mà nơi ăn chung ở hiện tại thì anh thấy có gì bất lợi cho anh không? Ví dụ như là cưới vợ về nhà mình ở thì có mình có sẵn sàng điều đó chưa? Không, cái đó cũng không đâu bất lợi đâu, cái đó cũng như mình cũng như có điều sẵn, mình thì tự làm tự sống chứ đâu có gì đâu bất lợi. Không, ý là ví dụ như nơi ăn chốn ở, nhà cửa này kia thì anh cũng có ổn định hết. Thế nào thì mình nói chung gia cũng có, nhà kia cũng không quá lớn mà đều cũng có chỗ ăn chỗ ở. Mà khi nào mình đi ghe thì mình ở dưới ghe, còn là về nhà thì lên bàn ở nhà. Ghe cũng đổi bến đó. Chứ đâu có gì đâu. Đậu gần nhà không anh? Đậu cái nhà. À, đều có đậu cái nhà luôn, thấy cũng vui vui ha. Tại nhà thì trên thì lậu dưới sông. Hả? Cũng như nhà trên thì lậu dưới sông. À, trên thì lộ dưới sông. Lộ cũng lớn. Ở miền ngoài đó thì kêu bằng đường, ít khi kêu bằng lộ. Còn ở trong mình thì kêu bằng lộ. Khi ở miền ngoài không hiểu mấy. Trong cái danh từ đó miền Tây mình nó khác với miền ngoài. Có nhiều từ ở miền Tây mình nghe thấy nó thấy nó thương, thấy nó gần gũi mà thấy nó chân chất, hay nó nhiều ý nghĩa mà nó hơi thật thà chút. Dạ. Yeah. Ví dụ như anh nói trời ơi nhóc luôn. Nhóc rồi chà bá. Tại cái nào nhiều thì nó nhiều hết ít ha. Nhóc luôn, nhóc to thì nó chà bá luôn. Nghe thấy nó thân thương quá anh hả. Yeah. À, còn cái việc mà ví dụ như là vợ xa vợ gần thì anh có e ngại điều đó lắm không? Không, nói chung ra thì xa gần thì không có ngại, cũng như là chấp nhận thương nhau thì sống với nhau thì ở đâu cũng được. Dạ. Chắc là điều kiện mình thấy cuộc sống mình nó làm ăn thấy ổn định thì mình sống được. Dạ. Còn về cái ngoại hình thì anh có quan tâm nhiều về cái việc ngoại hình của cô ấy không? Thì nói chung ra thì phụ nữ thì ngoại hình cũng trung bình được rồi. Trung bình được rồi anh ha. Điều quan trọng là sự hòa hợp anh ha. Đúng rồi. Sống có tình có nghĩa là đủ rồi. Dạ. Yeah.
Anh có đánh giá được về cái tính cách rồi điểm yếu và điểm mạnh của mình không? Anh Ừ, cái tính cách của mình đó, anh có đánh giá được về mình không? đánh về bản thân mình chứ Mình có không những cái mà điểm mạnh gì, có những cái ưu điểm gì hay là có những cái khuyết điểm gì không? anh thì nói chung ra thì thấy vậy sống cũng thấy cái gì, một là cũng dễ, hai dễ dãi lắm, hai cũng hòa đồng lắm, sống là cũng như không có phân biệt hay là khó khăn hay là cái gì trong đó nhá, sống thì cậu thấm thấy mình thương vui là mình vui à. Anh có nhu cầu sinh em bé nữa không khi mà lập gia đình? Không nói, cũng nói thẳng luôn anh cũng ham em bé lắm. Cũng ham Tại vì đó sống được với nhỏ gái được 7 năm là thôi, thôi mẹ nó tới bây giờ luôn sống mình mà không có được gần gũi bên con nữa, có chỉ có cái lúc mà nó chưa có chồng đó thì tôi chỉ có cho tiền nó hàng tháng thôi, và còn cái chuyện là càng gặp điện thoại chứ ít nhất không ra gặp nó nữa, mà thương dữ lắm luôn, khoái lắm đó. Khoái anh ha. Giống giống tính em. Em lúc mà chưa có em bé em thích dữ lắm. Và nay thì có con rồi, nó trải qua cái giai đoạn đó rồi, mà em thì em khoái em bé từ lúc mà còn còn chưa lập gia đình á, em thích lắm. Cho nên là nếu vậy thì cái tiêu chí của anh thì nếu có em bé thì càng tốt ha. Về về mà vợ chồng có sinh con nữa thì càng tốt ha. Còn nếu ngược lại mà ví dụ như mà bên kia không muốn sinh con thì cái điều đó là có ngoài cái mong muốn của anh hay không? Bên kia không muốn sinh con thì thấy cũng như là anh thấy cũng như cái tình cảm vợ chồng nó không có được son sắc luôn á. Nên là tốt nhất là sinh con anh ha. Đúng rồi. Ok, đồng quan điểm đó. Về tuổi đời này kia thì cũng còn trẻ, Anh còn còn thì nói chung già nó không có chứng minh bằng vợ con, không có chứng bằng con nghe là vợ chứ, tại con anh có gia đình này, nhưng mà đó nó cũng không có được ở bên anh lâu nhiều nữa. Anh có thích vợ mình làm đẹp cho bản thân không? Thích chứ. Thích hả? Thì cái đó cũng tùy theo từng người nha. Có nhiều người không thích vợ mình làm đẹp đâu. Không, nói chung già già con muốn làm đẹp hay là muốn mua sắm ăn mặc đẹp hay là sạch sẽ gì đó thì cái đó là ok, không có gì mà khó khăn. Phụ nữ nên nên có đúng không anh, nên làm ha. Còn cái thời gian rảnh muốn ham đi đâu chơi thì đi cứ việc đi chứ không có cái gì mà để mà phân biệt cả. Chuyện vợ chồng sống thì còn vui vẻ được rồi. Anh trai tính anh dễ lắm, thấy dễ dễ lắm, sống mà chấp nhận thương là dắt tin tưởng chứ không có mà kiểu mà nghĩ thế này thế nọ, không có. Ngoài những cái điều mà em vừa trao đổi ra thì anh có muốn bày tỏ gì thêm về bản thân mình hay không? Nếu có thì anh cứ bày tỏ, hoặc là bày tỏ những điều gì mà anh mong muốn. Còn nếu không nữa thì anh thấy nó cũng vừa đủ rồi, thì mình sẽ chào tạm biệt nhau. Điều em muốn biết thì em cũng đã hỏi rồi. Thì ấy, anh bữa nay tới đây thì ấy anh thì cũng lên đây như trên cộng đồng á, ai mà thấy mà cảm thấy mà có tình cảm với anh á thì hãy đến với anh đó. Còn cái bài tỏ nữa thì anh như đây thì cũng được rồi. Ok anh, vậy thì mình sơ bộ vậy anh ha, mang tính chất là tìm hiểu căn bản. Còn thật sự là cuộc sống nó có nhiều cái việc mà để mình cần tìm hiểu lắm, nhưng mà việc đó là việc của cô ta của cô ấy. Còn đối với em thì em chỉ ghi nhận mang tính là sơ bộ và cái căn bản. Chúng ta sẽ chờ tin vui anh ha. Em xin kết thúc buổi trò chuyện nhanh nha. Một lần nữa thì chúc cho anh và gia đình luôn may mắn, sớm nhận được tin vui. Chúc cho những cô chú anh chị xem chương trình, nếu ai mà có cái gọi là tâm đầu ý hợp thì liên hệ với Tuấn Vĩ để Tuấn Vĩ kết nối cho quý vị đến với anh Phương. Anh Phương là sinh năm 1972 anh ha, năm nay vừa tròn 50 tuổi. Đúng rồi. Tuổi dậy thì.
Anh Phương ha. Trước khi mà họ chào chính vậy sao mà chào cô chú anh chị trên cộng đồng đó, cô từng ngày nghỉ ngơi vui vẻ. Dạ, ok anh. Rồi em cúp máy anh ha. Rồi chào tạm biệt. Chào. Dạ.